Xin chào các bạn nghe. Hôm nay mình thái mái tay chân thì mình cái con loa nè, loa Bluetooth của mình nó bị hư cái cổng sạc tai xi bị gãy, giờ mấy cháu nó xài nó không biết cái cổng tai xi, mình nó lấy cái cổng của Oppo vậy, nó của Samsung đẩy vô ra bị gãy rồi. Mình giờ không biết sao, mày mò đem ra tiệm rồi sửa đâu không được. Giờ mình lột. Đây là cái pin của nó, đây cái cổng của nó là phải nằm đây, đây cái cổng taxi nó phải nằm đây nè. Điện tử ui, chập rồi. Hai cái đó chập nhau là nó bốc khói. Đó, cổng taxi nó phải nằm đây. Đó, mà giờ nó gãy ra rồi, mà đem đi tiệm sửa thì tao không sửa. Đó, bỏ đâu mấy tháng nay rồi, hôm nay thấy mấy tay chân đem gì tháo ra, banh chành ra vậy đó. Hồi nãy giờ tìm tòi lấy mấy cái cổng dây của con chuột, dây chuột bị hư á, chế đủ thứ á, đỏ đen rồi nè, mấy cổng luôn, rồi cả cái dây sạc iPhone luôn, cắt tùm lum tà la hết mà gắn vô không được, mấy cục sạc luôn 123, rồi sạc dự phòng lên đường 1 em đó, để vô nó chọc á, lên đường 1 em sao cho phòng, còn này thì ok, còn này là lên đường này. Rồi đầu tức quá mà tháo cái dây sạc đó. Dây USB này nè, dây sạc của cái này cắt bỏ một đầu, cắt luôn đầu luôn, nhục đầu đây nè, đây cái đầu này luôn. Mình lấy cái dây này mình chế, thì trong này nó có màu hồng với màu xám, thì trong mình sẽ để nó tương xứng với màu đỏ với màu trắng của pin bên đây với cái mạch bên đây. Cái này là cái dây nằm trên mạch của nó nè. Cắt ra đó. Giờ không có que hàng, không có gì hết, mình đâu có hàng lại được đâu, bởi vì nó cũng hư rồi, tiệm ta đó bị hư rồi, không có sửa được. Giờ mình cắt ra, mình lấy cái này mình chế vô, mình đấu trực tiếp để thử nha. Giờ tháo banh chành tùm lum tà la, mò mẫm giờ mấy giờ sáng rồi, mấy dây của con chuột máy tính bị hư ấy. Chế không được, giờ bỏ nó qua bên, lấy cái dây sạc điện thoại màu đỏ đi. Nó không có lên nguồn gì hết trơn rồi. Nè, cái này cái cục này phải nó cái dây trực tiếp này nè. Đó. Giờ mình cắt nó ra, chậu vô đây luôn. Không quấn vô đây luôn. Cái mình lấy cái dây nè, bây giờ sao ta,
cẩn thận nha, lấy con cốc cục sạc của iPhone cũ xưa cho nó, cái vol nó thấp mà. Không dám xài cốc mới sau này. Hy vọng nha, đừng nổ dùm cái nổ giá đắt. Tắt nguồn điện này. Có bốc khói không nè? Bốc khói không? Không. Không có bốc khói. Đây cái dây micro hát nên lòng lòng này. Là nguồn không biết nữa. Ui. Bluetooth mode. Là lúc. Hết vậy? Nhá đèn luôn nè, lên luôn nè. Trời ơi. Đây, đấu kiểu này luôn nè. Tháo từ lưa ta la hết. Lên. Nó dậy nóng nè. Nó có đồng lắp chắc. Dây điện tùm lum tà la. Mất của nó. Mất nó sạc ok ạ. À. Đó. Đó lên. Lùm. Vô. Lùm. À, dây sạc điện thoại nè. Sạc Samsung á. Đó. Chế vô luôn. Đó. Đây lên ok rồi. Rồi. Tạm thời rút luôn cái đi. Đó, nó sạc được chút rồi đó. Chúng ngày có lên đâu. Mấy tháng nay rồi. Giờ mình tháo ra cái mình chịu. Giờ mình cho, giờ mình bỏ cái này là cái lỗ sạc của cái taxi nè, nè DC 5V như này. Thấy hùi, có thấy được nè. Giờ mình cho nó, hay giờ chỗ này mình ghim sạc, giờ mình cho công dây này vô đây luôn đi. Rồi đây, sao nó sốt hơn nữa, mình cột nó là dòng đi. Tai nghe không biết gì về điện. Anh xui mình nghĩ nó là vậy thôi, chứ còn cũng hên. Do cái silicon bắn này nó lâu quá là tìm được khúc này. Khúc này cho nó nhanh mẹ phải đốt. Chấm này vô ra nhanh nha. Kia nó lâu khô quá. Khô liền. Đâu, vô thử lại. Bluetooth mode. Con dây qua bên hông này nó mới được. Cái lòn ở phía chỗ này nó bị cấn cái mềm. Vậy cái này luôn. Điểm vô cốc sạc. Bluetooth mode. Phạm ở đây. Tây xì. Đây sáng mai dán cây sắt vô nó là ok nè. Xong rồi nha các anh em. Kết nối với hát âm âm à. Nghe
cái gì? Đâu rồi, đây xem chỗ mất tiêu rồi. Thành công nha cả nhà. Rồi tiền rồi nha. Tiền biết bao lâu rồi, trả về. Rồi nếu anh chị em thấy mà có lý ha, lo mình có bị như vậy á, mình cứ sử dụng bằng cách này rất là ok luôn. Xài ngon lành cành đào luôn. Rồi, cảm ơn chị em rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video ca hát sau nha. Lần đầu tiên làm về cái ba cái đồ điện tử này luôn. Đây cạnh bàn đài. Bye bye, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại video sau.